Xin chào các bạn, lại là mình Dark25 đây. Sau khi làm phần 2 của Ngọc Rồng Online thì rất nhiều bạn bảo là phần 3. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều về video này, bởi vì đây có phải Ngọc Rồng Online phần 3 đâu. Nó lại bị vắt sữa quá, không được. Thì bên cạnh đấy cũng có vài bạn bảo làm Rồng Thần Online. Lỡ làm Ngọc Online Rồng thì anh làm Rồng Thần Online đi. Nhưng thế đéo nào cái Ngọc Rồng Online bạn lại viết sai chính tả, lại còn viết tắt. Mà trong khi cái Rồng Thần Online bạn lại viết một cách chuồn chỉ thế này hả? Thiên vị vãi. Nhưng để nói thật, Ngọc Rồng Online mình chơi rồi chứ Rồng Thần Online mình đã chơi bao giờ đâu. Nên việc review con game này thực sự rất là khó. Vì bây giờ tôi mới lên set play để tải con game này về. What the fuck, hai bản luôn nữa. Vãi rồi. Chơi hẳn 3 bản luôn, khét nho. Thôi bản nào nhiều đánh giá nhất thì chơi thôi. 8 bài đánh giá. Tôi thấy không có triển vọng cho lắm rồi đấy. Xem tí comment nào. Thôi đọc bình luận làm cái gì nữa. Vào game luôn thôi. Yeah, vào game rồi, để xem có gì không nào. Ai da, mẹ chọn nhân vật các kiểu luôn này. Ui, vãi, cải trang Goku. Tính ra cái cải trang này trong Ngọc Rồng là mất ngọc xanh để mua đấy. Trong này miễn phí luôn, được. Ok, let's go ấy. Ai da, ngoại đồ họa, đồ hiếc, bố đời luôn anh em ạ. Trời, được. Ô, biết bay luôn này, vãi hò game. Mà cái what the fuck, tôi người xây ra mà. Tại sao lại ở trái đất nhờ? Còn nói chuyện với ông Gohan nữa chứ. Ảo lòi. Cái điều này là chắc chắn là game chưa làm mấy cái hành tinh khác rồi đúng không? Ôi dại. Đấy, Buma các kiểu. Ô lòng trông thốn thốn ấy nhỉ. Thôi đi nhận nhiệm vụ nào. Xài. Ai, hạ người dơm. Giống Ngọc Rồng phết. Được. Mà núi bao rui có đéo nào ấy nhỉ. À đây rồi. Ôi trời mẹ, mấy quả người rơm. Cũng gọi là trau chuốt nhân vật đấy. Đánh cũng một mó như bình thường thôi, bà mẹ cay thật đấy. 5 minutes later. Rồi ôi mẹ, xong rồi. Nào báo cáo ông Gohan nào. Bình thường đánh 5 con nay chơi hẳn 10 con luôn. Đậu xanh. Ok xong rồi, nhiệm vụ mới là gì ông ơi? What the fuck Buma. Tưởng chị chỉ bán hàng thôi chứ. Nay giao cả nhiệm vụ cho người ngoài tinh luôn. Ảo lói. Xin lỗi cưng, chị chỉ bán đồ cho người trái đất. Xin lỗi cưng, chị chỉ bán đồ cho người trái đất. Vãi hò. Điều diệt hồn anh kiếm 30 con. Vãi game. Vừa mới khởi đầu là tôi đã thấy trông gai rồi nhá. Bình thường là chỉ có đánh 3-5 con là cùng rồi đấy. Đậu xanh này đánh đến bao giờ mới xong. Mà khổ nỗi mẹ, toàn người yếu đi xung quanh. Chả có người mạnh đâu. Không ai giúp được mình. Thế mới cay. A few moments later. Ôi rồi ôi mẹ, thần linh thánh địa ơi. Cuối cùng cũng xong rồi. Vãi hò. Ôi rồi ôi mẹ, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi cảm giác cày cuốc còn kinh khủng hơn cả Ngọc Rồng ở đây anh em ạ. Bình thường là phải cho mấy nhiệm vụ easy một tí xong rồi mới cho cày cuốc như này chứ. Thế nếu là vừa vào cái đã mấy chục con đập vào mặt rồi. Ôi rồi ôi mẹ, farm ói ẻ ra, nãy giờ tôi quên cộng tiềm năng anh em ơi. Hết thần pháp sức đánh luôn. Sức đánh mẹ chó mắc luôn. Rồi ok rồi. Mẹ, con cuối cùng rồi. Game này nó còn cày cuốc hơn cả Ngọc Rồng ấy chứ. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là cái gì đây? Vãi hò. Lại nhiệm vụ đạt 16.000 sức mạnh. Đậu xanh. Lại phải khổ luyện rồi anh em ạ. Ô, cái gì ấy? Cái chuyện gì mà xảy ra ấy? Ô, vãi game. Cái đậu xanh mẹ, tôi bị mắc kẹt ở đây hơn 10 phút rồi đấy. Đéo hiểu sao game lại xếp con boss mạnh vãi cả cứt ngay đây á. Chiêu tao à? Trời ơi mẹ, làm ơn không ai chỉ tôi cách qua được cái con lỏ này không? À đây rồi mẹ, đây rồi. Cơ hội. Đổi không nhanh mẹ, lấy mế nhở. Yeah. Quá tuyệt vời. Cuối cùng mẹ ngồi đợi dài tiết ra mới có ông già Thái Dương cho phát. Mày thế chứ lại. Ôi thôi bỏ rồi. Hồi sinh. Hồi sinh mẹ. Thì bấm nhầm. Thôi toi ơi, mẹ mong đéo đối đầu với cái con lò đấy làm ơn. Nhờ sau 10 đến 5 cố gắng thì tôi đã xong cái nhiệm vụ 16.000 sức mạnh. Và cuối cùng tôi cũng kích hoạt được cái bản ngã của chính mình. Một sự hoàn hảo kết hợp giữa Ninja School và Ngọc Rồng Online thành cái game này. Ấy, đã đến lúc rồi. Tàn sát thân. Ê ơi, mục tiêu tiếp theo. Ui mẹ, thằng này trâu thế. Vãi à. Mẹ, quả pháo đến sớm vãi à. Mẹ nó chứ. Thôi trở thành người lương thiện nào. Cái chuỗi nhiệm vụ của game này như kiểu các bạn vừa bắt đầu game đã làm nhiệm vụ bất khả thi luôn ý. Mẹ, cái con Gohan ở trong cái game này nó được bốc mạnh hơn gấp mấy lần con Gohan ở trong game Ngọc Rồng á. Vãi à. Thôi được rồi, tuy cái nhiệm vụ nó khốn nạn như vậy nhưng đấy không phải là thứ khó nhất của cái game này. Cái thứ khó nhất của cái game này chính là độ xanh tôi mãi đéo tìm thấy một chiếc đùi gà nướng nào. Cái thứ hồi máu duy nhất của tôi chính là cái cơm nắm, mà nó hồi chậm đéo chịu được luôn. À, còn cách tự hủy nữa. Nếu các bạn vừa hết cơm nắm, vừa hết ngọc, hết vàng, hết cứu. Tôi đi khắp nơi mà vẫn đéo nhìn thấy một chiếc vật phẩm nào thần kỳ như đùi gà. Và thậm chí cả làng Aru, nơi quá đỗi là quen thuộc với anh em chơi Ngọc Rồng mà thậm chí nó còn đéo vào được cơ. Vãi hò. Nếu biết trong cái đấy mẹ nó có chứa mã kỹ thuật bom hay gì mà mẹ, không cho vào kinh. Thế mặc dù game khá là giống Ngọc Rồng, à không, giống thật, nhưng mà đậu xanh làm quả vừa có con boss mạnh vãi cứt ngay đầu game, lại còn thêm quả không có vật phẩm hồi máu xịn nữa thì thực sự là khá là khoai cho người mới chơi như tôi đấy. Thôi tiếp tục farm nào. Vãi ồ. Trời nữa.